Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục cho dựng lên bộ sản phẩm mộc đó là một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ và được chạm ba chữ đó là phụng tổ đường. Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình anh Sơn, anh ở Hòa Bình, anh đã xem rất nhiều các video clip trên YouTube và anh đã chọn đặt hàng online tại cơ sở đồ gỗ đồ thầy Hiền Lành. Thì hôm nay chúng tôi đang trong quy trình gắn keo AB, bức hoành phi, chạm ba chữ phụ tổ đường. Chúng tôi quay lại chi tiết một lượt gửi tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái sản phẩm về hoành phi câu đối của chúng tôi. Chúng tôi đang gắn keo AB hai thành phần, tức là phần A đó là nhựa oxy. B đó là chất rắn và khi chúng ta hòa quyện vào với nhau thì nó sẽ gắn kết các cái đầu mộng gỗ lại và sau đó thì chúng tôi có các cái dây chun hay còn gọi nôm na đó là dây buộc chúng ta sẽ buộc các cái đầu mộng lại với nhau để cho gỗ nó bén khít thì bức hoành phi này có kích thước đó là dài 1m97 rộng 67 toàn bộ ván bên trong chúng tôi làm dài 3 phân đây là hàng kỹ hàng thừa của chúng tôi đáp ứng tới nhu cầu người tiêu dùng cao. Trong video clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu má hoành phi câu đối giá rẻ. Hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn mẫu hoành phi kỹ đó là hàng dày 3 phân, khuôn tranh dày 7 phân, bản rộng 10 phân. Bên trong chúng tôi chạm 3 chữ phụ tổ đường, toàn bộ nền là nền trơn, không chặt gấm. Chúng tôi chỉ đi gấm hoa tranh ở ngoài phần khuôn thôi, còn bên trong chúng tôi để trơn theo yêu cầu của gia đình phiên bản của bức ảnh phi này có phụ đề tiếng Việt để cho quý khách dễ hình dung và có rất nhiều khách hàng đang thắc mắc là tại sao chữ Hà Nôm lại đọc từ bên phải sang thì đấy là chúng tôi tuân theo quy tắc của các cái bộ bản chữ Hà Nôm theo như tiếng Trung còn nếu là thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ bên trái sang đây là bức hoành phi dài 1m97 rộng 67 Chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình khách hàng ở Hòa Bình. Chúng tôi nhận đặt hàng online 24 trên 24 trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Quý khách lưu ý nên đặt hàng sớm để chúng tôi còn kịp thời gian để hoàn thiện. Nếu quý khách đặt muộn quá thì chúng tôi sẽ phải ra riêng chúng tôi sẽ làm. Mẫu sản phẩm bức hoành phi này cũng được rất nhiều người bình chọn. Là mẫu hoành phi phổ thông, thông dụng, bán chạy trên thị trường chúng ta chỉ thay bộ ba chữ bên trong thôi một là đức lưu quang hai là phụng gia tiên ba là phụng tổ đường bốn là phúc mãn đường đó là bộ ba chữ được nhiều người sử dụng nhất thì quý khách hãy đăng ký kênh đồ gỗ hiền lành để có thể theo dõi được các video clip mới nhất về hoành phi câu đối video này đang được quay trực tiếp tại xưởng lắp hoành phi câu đối của chúng tôi trung bình một tháng chúng tôi ra từ 100 tới 200 bộ đáp ứng tới tất cả các đại lý cấp 2, cấp 3 cũng như tới tay người tiêu dùng trên kênh YouTube đồ gỗ online chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các quy trình về làm hành phi câu đối để cho quý khách được yên tâm. Khi quý khách không về được, quý khách hãy theo dõi chúng tôi bằng cách đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.